Hàng mới về mọi người ơi. À, mới về thêm một lô đàn Rosen. Này hàng chính hãng. Cái đàn tốt nhất phân khúc, giá hơn 1 triệu xíu thôi. Cái này là dành cho những bạn đã biết chơi rồi hoặc là bạn mới chơi nhé. Cây đàn có chất lượng vừa phải. Ao lộn. Cái đàn Rosen này thì khỏi nói về chất lượng rồi ạ. Thì An đã từng review cây đàn này cách đây hơn 1 năm về trước. Và chất lượng của nó thì khỏi bàn, đã bán rất là nhiều rồi. Và với giá thành của nó thì hiện tại đang là không có đối thủ trong phân khúc những cây đàn giá tầm trung nhé. Thì hôm nay An sẽ khui này. Và các bạn lưu ý nhé, riêng cái dòng Rosen này, các bạn đi mua hàng nhớ chọn cho An đúng hàng chính hãng của nó nha, vì nó đã có hàng nhái và thậm chí nó nhái loại 1, loại 2, loại 3 luôn. Tức là có một cây đàn này nè của Trung Quốc, nhái Trung Quốc. Đó, và có thêm một cái đàn của Việt Nam nhái Trung Quốc nữa. Cho nên là các bạn khi mua hàng nhớ lưu ý nhá, tìm đúng nơi, địa chỉ uy tín và chọn đúng hàng. Đây, thì đây để An cho các bạn cách nhận biết sơ qua đầu tiên là về cái phần thùng. Về cái thùng đàn của Rosen hàng chính hãng á, nó rất là nặng này. Và nó có những cái dòng chữ của hãng này ha. Ở đây có in chữ Rosen rất là rõ ràng ha. Made in China. Rồi. Bây giờ anh sẽ khui ra cho các bạn xem nhé. Rồi, hàng chính hãng nha. Đấy, cái này là size vừa này. Size 40. Đàn này là Rosen dòng G12 nhé. Phiên bản mới của năm 2023 là G12 ha. Đây, dấu hiệu nhận biết đàn Rosen là nó in một cái dòng logo ở ngay cái mặt này. Đó, các bạn có thể kéo lại xem cái đàn này đẹp không. Đấy. Đó, G12 siêu đẹp ha. Mẫu mới nha. Rất là đẹp về mặt sau này. Top solid. Đó, xịn sò. Cái này hàng chính hãng nha. Chính hãng cầm nên rất là chắc tay các bạn. Và nó sẽ có logo của hãng ngay ở phía sau này, ngay những cái khóa đàn này. Và ngoài ra đây là cái dây tặng kèm của nó, là cũng có hãng của nó luôn ha. Cái phần phía trong nó sẽ in mờ là chữ Rosen, Rosen, Rosen rất là nhiều này. Đó, các bạn thấy không? Để chống hàng nhái. Nhưng mà rất là khó tại vì bây giờ nó đã có hàng nhái của cái dòng này rồi. Nhưng mà tất nhiên là khi cầm lên á, nó không chắc chắn như này nha. Và nó những cái phần viền này của hàng nhái làm rất là không có tinh xảo. Còn cây đàn này rất là tinh xảo này. Cái này các bạn chỉ có tới trực tiếp sờ vào thì mới cảm nhận được nó thôi. À. Rồi, cái này là màu màu gỗ. Để anh bỏ ra đây đi. Cái đàn này là rất phù hợp cho những bạn mới học hoặc những bạn đang cần tìm một cái đàn vừa phải mà chất lượng tốt ha. Rồi, cái này size bự hơn nhé. Đấy, size bự hơn. Đó, rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, đều có logo này. Logo của Rosen này ha. Cầm cái đàn rất là chắc chắn luôn. Mấy cái này thì anh chưa lên dây. Màu trắng và màu đen nhám ha. Thì cái đàn này là giá của nó là 1,6 triệu tặng kèm bao đàn 5 lớp và một cái capo và một bộ dây sơ cua nha các bạn. Đây. Cái này thì nếu các bạn ở Hồ Chí Minh thì ghé trực tiếp cửa hàng của An là 416-1 Đàn Ông Quân, phường 5-11 ha. Và các bạn ở tỉnh xa thì bên An cũng có ship, nhưng mà cái đàn này thì An ưu tiên là tới trực tiếp cửa hàng mua thì nó sẽ tốt hơn nha các bạn.